lại cả nhà. Hôm nay mình nấu một cái món cơm gia đình nha, rất là đơn giản luôn. Thịt kho tiêu với lại canh chua rau muống nha, nấu với tôm. Đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình ướp cái thịt này nha, rất là đơn giản luôn. Đây, hành tím băm, tỏi băm, hành, ớt mình sắc rồi, mình cho hết vô. Ở đây mình có 3 muỗng nước mắm, mình cho vô luôn. Ở đây mình có 3 muỗng đường, mình cho vô luôn. Đây mình dặn tí xíu muối, tiêu, bột ngọt, cho vô luôn. Rồi bắt đầu mình trộn cái này lên nha. Mình trộn thịt lên, mình để cho thịt thấm 15 phút là bắt đầu mình kho nha. Trong thời gian chờ đợi thịt nó thấm thì bây giờ bắt đầu mình nấu canh chua nha. Rồi, mình để đây, mình mời cả nhà theo chân mình vào bếp nha. Bây giờ bắt đầu mình nấu canh chua nha. Mình sẽ cho me vô nè. Rồi, bây giờ me của mình sôi rồi, bắt đầu mình vớt me ra nha. Rồi bắt đầu mình cho muối vô nè. Cho tí xíu bột ngọt, cho vào 3 muỗng đường nha. Rồi mình sẽ nêm lại, cho nước mắm vô luôn. Cho tí xíu hành tím vô nè. Cho tôm vô. Mẹ thấy mờ dữ vô. Bây giờ mình chế me vô nha. Rồi bây giờ cái nồi canh chua của mình nêm nếm lại nha. Mình cũng nêm xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho rau muống vô nha. Mình trộn đều lên nha, nó sôi bùng lên là được rồi đó. Rồi như vậy nồi canh của mình cũng được rồi nè. Mình cho rau niêm vô nha. Rồi mình cho tí xíu hành phi lên mặt nè. Rồi như vậy là nồi canh chua của mình cũng xong rồi. Bắt đầu mình sẽ kho thịt. Rồi dầu của mình cũng sôi rồi. Mình bắt đầu mình cho một muỗng đường vô nè, để mà mình tạo màu nha. Rồi màu của mình cũng vàng rồi, bắt đầu mình cho hành tím với tỏi băm vô nè. Mình phi thơm lên rồi mình bắt đầu mình cho thịt vô nha. Rồi tỏi với hành của mình cũng thơm rồi, bắt đầu mình cho thịt vô nè. Mình trộn đều lên. Hôm nay mình kho khố nha. Thịt của mình cũng bắt đầu săn rồi nè. Mình sẽ dặn cái lửa riêu riêu nha. Mình đậy nắp lại. Rồi mình để lửa riêu riêu là mình bắt đầu mình kho thôi. Trái ớt vô nè. Bây giờ bắt đầu mình đậy nắp lại nha. Mình mở cái lửa riêu riêu thôi, cho thịt của mình nó thấm nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình coi cái nồi thịt của mình nha. Wow, đây rất là ngon luôn. Rất là thơm ngon luôn nha.
thịt của mình cũng được rồi nè. Bây giờ bắt đầu là mình nêm nếm lại nha. Theo mình là mình ướp như vậy là mình kho như vậy nó cũng thấm rồi. Bây giờ cuối cùng thịt của mình cũng được rồi nè. Rất là ngon luôn, rất thơm ngon luôn nha. Mình cho tí xíu hành vô nè, xíu hành lá vô nha. Rồi bắt đầu mình cho tí xíu tiêu vô, cho tiêu vô nha. Rồi như vậy cuối cùng cái nồi thịt kho tiêu của mình cũng xong rồi. Đây sẽ múc ra, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình thôi. Bữa cơm nho nhỏ của mình cũng xong rồi đây, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Đây thịt kho tiêu nha, canh chua rau muống luôn, dùng với lại cơm trắng nè, nước mắm ớt nha. Rồi mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cả nhà mình luôn có những món ăn ngon trong gia đình nè. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong clip lần sau nha. Bye bye.